Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Văn Vong Tiện, chương 4 Lam Vong Cơ ở phòng trong hậu viện dạo qua một vòng đều không thấy ngụy vô tiện. Cuối cùng trên bãi cỏ phía trước phòng cũng thấy được thân ảnh ngồi xếp bằng dưới tàn cây. Không còn mái tóc đen tuyền đuôi ngựa được cục cao bằng mảnh vải đỏ giống thương ngay. Lúc này hắn chỉ mặc một bộ tẩm y rộng, bên ngoài khoác thêm ngoại bào trắng rộng thùng thình của Lam Vong Cơ mái tóc đen nhánh tùy ý thả làm thành lót đệm dưới lưng gió nhẹ thổi qua làm tung bay vạt áo cánh hoa rơi đầy người hai con thỏ trắng tuyết an tĩnh nằm bên chân hắn cái mũi co co hít hít đang dụi sát cà cà vào nhau thật là dễ thương làm sao mặc dù lam vong cơ đã thu liễm khí tức đi qua nhưng ngụy vô tiện vẫn phát hiện được mà quay đầu lại thấy người đang đi tới sau lưng mình mặt mày liền cong lên thành một nụ cười rực rỡ. Lam Phong Cơ đi tới bên cạnh Ngụy vô tị ngồi xuống, lấy ngọn cỏ đang ngậm trong miệng hắn ra, đưa tới miệng hai con thỏ nói: muốn khắc cái gì? Trước mặt Ngụy vô tị, ngay trên bãi cỏ có đặt một khối cây liêm cùng một con dao khắc. Hắn đang khoanh hai tay trước ngực nghiêm túc suy nghĩ nên khắc cái gì. Nghĩ tới có chút xuất thần, lắc đầu nói chưa nghĩ ra. Sau đó quay đầu nhìn Lam Vong Cơ hỏi, nếu không khắc một con thỏ đi. Lam Vông Cơ đưa tay khoác lên vai hắn nói, có thể. Ngụy vô tiện nghiêng đầu dựa trên vai Lam Vong Cơ, nhặt lên cây liêm cầm ở trong tay tung lên tung xuống. Lam Vông Cơ cầm tay Ngụy vô tiện, tiếp nhận cây liêm trong tay hắn nói, đừng chơi nữa, về phòng. Ngụy vô tiện quay đầu nhìn y, cầm gác lên vai y hỏi. Lam gì? Làm gì? La Vong Cơ nói. Uống canh. Trong nháy mắt, con mắt Ngụy vô tiện chiếu sáng. Ánh mắt sáng quắc, trên mặt La Vong Cơ hôn một cái, nói. Hàm quan quân, ngươi thật là đức hạnh. La Vong Cơ bất vi sở động. Động tác dịu dàng đỡ hắn đứng lên, lại đưa tay phủi đi những cánh hoa trên vai hắn. Ngụy Vô Tiện từ từ nhắm hai mắt dụi người vào trong lòng Lam Vong Cơ. Chờ y phủi hết cánh hoa trên người mình. Sau đó để mặt y vừa ôm vừa dìu mình về phòng. Hai người họ ở nơi đào nguyên chi cảnh ẩn cư. Đánh đàn tấu địch. Kỳ bàn thi họa. Không hỏi thế sự. Tự tại thanh u. Cứ vậy qua được hết 4, năm tháng. Cơ thể Ngụy Vô Tiện dần dần có biến hóa phần bụng dưới dần dần to ra. Làm vong cơ càng với hắn thêm ôn nhu, nhân nhượng. Ăn cơm phơi nắng, tản bộ, đi đâu cũng được y cẩn thận ôm nhiều. Có đôi khi còn trực tiếp ôm lấy hắn mà đi tản bộ. Kỳ thực Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn hiện tại đã không còn giống như lúc mới bắt đầu cấn thai. Cảm thấy cả người vô lực, suy yếu vô cùng. Hiện tại hắn dù không thể hàng long phục hổ Trảm yêu trừ ma Nhưng hành động như gió chạy chạy trốn trốn Vẫn dư sức Nhưng cả ngày cứ được làm vòng cơ cẩn thận Mà sủng thế này Hắn lại không nỡ nói với người Không cần như vậy Kỳ thực ta rất là khỏe mạnh rắn chắc Đánh với người một trận Cũng không có vấn đề gì Huống hồ hắn nghĩ Bị ôm lấy đi qua đi lại như vậy Cũng không có không tốt Ngược lại là rất thích thú Dương dương tự đắc thấy chủ nhân rời đi hai con thỏ lập tức chạy đuổi theo chạy vòng quanh chân hai người họ trèo lên chân bám vào rất là không muốn la vong cơ cúi đầu nhìn quả cầu trắng bám ngay chân mình thanh đạm nói trở về hai quả cầu tiết đó chỉ có thể hạ thấp đôi tay dài cúi đầu xuống chạy qua chỗ khác thỏ này là do hai tháng trước ngụy vô tiện cảm thấy phiền muộn quấn lấy lam vong cơ bác y phải cùng hắn lên trứng chơi rồi mua về trong cái lồng sắt chứa đám thỏ để rao bán ngụy vô tiện vừa nhìn liền nhắm trúng ngay hai con thỏ này nằm sâu trong một góc lồng một con thì nhắm hai mắt an tĩnh nằm một con thì cứ trên người con đó nhảy qua nhảy lại lâu lâu còn co rúm cái mũi cọ cọ con đang nằm rất là ầm à ĩ không an phận trở về phòng trên bàn có đặt một chiếc canh củ sen sườn héo bốc khói hương bay bốn phía la vong cơ liền múc một muỗng đưa lên môi thử nhiệt độ khẳng định ôn độ đủ để ăn mới đặt trước mặt ngụy vô tiện ngụy vô tiện bưng chén lên uống một ngụm nước canh nóng hầm hộp theo cổ họng tràn vào trong bao tử toàn thân liền thấy ấm áp sau đó cầm lấy đũa ngọc mà la vong cơ đưa qua gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng thổi thổi. Sau đó quay đầu qua, đút cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ thấy thế, liền hơi hơi nghiêng đầu, mở miệng tiếp nhận. Đem môi của ngụy Vô Tiện hàm trụ, nhẹ mút một cái. ngụy Vô Tiện mới cảm thấy mỹ mãn mà gấp thêm một miếng bỏ vào trong miệng, cảm thán nói. Hàm quan Quân, tay nghề ngươi thật sự là càng ngày càng tốt nha chén cánh này về mặt nào cũng chẳng hề kém sư tỷ của ta có thể thú được một người băng thanh ngọc khiết vì ta mà trường quần đương lưu tiếu tẩy thủ tác canh thang quỷ mổ thật sự là không uổng phí kiếp này a à. làm vong cơ nâng tay chuẩn xác mà ở sau thắt lưng của hắn nhẹ nhàng nhéo một cái thân thể ngụy vô tiện co rụt lại a à, kêu nhỏ một tiếng làm vong cơ hơi hơi nhíu mi thú ngụy vô tiện xin khoan dung hảo 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 không phải thú không phải thú giá được rồi chưa ta đang ăn canh đừng nháo khóe miệng Lam vong cơ nhẹ nhàng dương lên nghe lời mà buông tay ra xoa xoa đầu của hắn sau đó ngồi bên cạnh lật kinh thư xem uống xong chén canh thứ hai ngụy vô tiện thả chén đũa đặt trên bàn nhất phái thỏa mãn thở phào một hơi Thấy hắn không uống nữa, La Vong Cơ liền khép lại quyển kinh thư, lấy ra khăn tay cẩn thận, tỉ mỉ, lau đi vết cánh dính trên mép hắn. Sau đó đứng dậy, thu dọn chén đũa bỏ vào trong khay, cầm, bưng vào bếp. Ngụy Vô Tiện nâng tay chống má nhìn theo bóng lưng y, đáy mắt toàn là tiếu ý. Hiện tại, khẩu vị của hắn đã bị Lam Vong Cơ giữ tới càng lúc càng kén chọn. Cả ngày nếu muốn ăn món gì, cũng phải do đích thần Lam Vong Cơ làm ra mới chịu. Luôn luôn bám vào người y, hoặc cầm lấy tay y lắc qua lắc lại, nói. Lam Trạm, tối nay làm cá chua ngọt được không? Nhị ca ca, làm sườn heo đường giống chua ngọt cho ta đi. Lam Trạm, ngươi biết làm bánh sơn trà không? Ta muốn ăn. Lần nào Lam Vong Cơ cũng sẽ trả lời. Ân, Hảo, ta biết sau đó ngụy vô tiện sẽ mang nét cười sáng lạng đầy mặt mà hôn lên môi y một ngụm định nọt nói hào quang vân ngươi chính là thần của ta nhị ca ca cả đời làm trâu làm ngựa cho ngươi cứ thế mà tiếp diễn tới đêm ngụy vô tiện ở trong cái hồ lớn trong phòng thảnh thơi bơi vài vòng sau đó tự ở bên chân lam vong cơ đang ngồi đọc sách trên bàn trà kế bên hồ cái ao này. Ngày đầu tiên khi ngụy Vô Tiện mới tới cũng không có phát hiện. Bên trong phòng ngủ có một bình phong lưu động khá lớn, chặn ngang hành lang thông tới gian này, che khuất hoàn toàn. Hắn không có phát hiện, Lam Vong Cơ cũng không nói. Đến tận tới tối, tới giờ tắm rửa, thì ngụy Vô Tiện mới biết được. Thì ra trong phòng còn có dục phòng, lại còn là động thiên. Lúc đó hắn đứng nhìn cái hồ nước lớn được xây cao ở ngay giữa nhà. Toàn bộ hồ đều được xây bằng gạch men sứ màu ngà voi. Leo lên ba bậc thang sẽ bước lên thành hồ. Bên trong hồ bơi nước tràn ngập, dày mịt. Hắn trận to mắt sửng sốt một hồi lâu, mới ôm bụng cười to. Ha ha ha, ha ha ha. Hắn cười xong, xoay người vương ngón trỏ, ở ngay lồng ngực của Lam Vong Cơ chọt chọt mấy cái tấm tắc nói Lam trạm Cái tiểu tâm tư này của ngươi thật là Hai người bọn họ lúc trước Nếu muốn cùng tấm chung Dục thùng phổ thông Vốn đã không thể chứa nổi hai năm tử thanh niên Càng không thể chịu nổi Việc hai người họ ở bên trong Tùy ý làm vậy Vì vậy đến cuối cùng Đều là Lam vong cơ một chữ Đánh nát dục thùng Sau đó phải lần lượt thay phiên nhau tắm Xem ra hôm nay vấn đề dường như đã được giải quyết bất quá trong khoảng thời gian này hai người vẫn không cách nào triền miên hí thủy như trước được nữa từ lúc ngụy vô tiện té xỉu chuyện ban đêm của hai người họ cũng bị lượt bớt hồi mới đầu nếu không kiềm chế được mà có dục vọng làm vòng cơ còn có thể mặc hắn dùng miệng giúp mình dập lửa nhưng sau đó từ khi thân thể ngụy vô tiện có sự biến hóa thì y càng thêm liên tiết thà rằng bản thân vẫn công khắc chế, chứ tuyệt không để ngụy Vô Tiện làm vậy cho mình nữa. ngụy Vô Tiện không lây chuyển được y, lại sợ y khó chịu, nên chỉ đành phải thành thật thu lãng tính, không dám treo chọc y bừa bãi. Nhưng lúc này, Lam Vong Cơ ngồi xếp bằng bên cạnh hồ đọc sách, tư thế đoan chính, không nhiễm bụi trần, vốn là một khuôn mặt thập phần điệt lệ, giữa hơi nước mông lung, cả người phản phất đặt mình trong vân cảnh tiên huyễn tuấn mỹ tới gần như không thực ấy ngụy vô tiện tâm trì thần đảng nâng tay lên gãi gãi cầm la vong cơ một lát sau cảm giác tay có chút mỏi nên thả xuống đặt lên đùi la vong cơ sau đó ở bên trong đùi của y không ngừng vuốt ve từ đầu gối mò tới bắp đùi trong sắp tới gần nơi nguy hiểm la vong cơ lập tức cầm lấy cái tay không an phận của hắn trầm giọng cảnh cáo ngụy anh làm vong cơ nâng cầm hắn lên kéo mặt hắn qua hôn lên bàn tay ấm áp ở phần bụng lớn của ngụy vô tiện từng chút từng chút mà vuốt ve sau đó ôm lấy hắn mà hôn hảo một trận đến tận khi ngụy vô tiện mơ hồ tới cái cổ cũng bắt đầu thấy mỏi ở trong lòng lam vong cơ nhẹ nhàng đẩy đi một chút mới được thả ra ngụy vô tiện hiếp mắt nằm trên người lam vong cơ thấp giọng nói lam trạm ngươi gọi ta thêm lần nữa đi lam vong cơ không nói tiếng nào từ trong cơ thể của hắn rút ra đứng dậy ôm lấy hắn quay về dục thất ngụy vô tiện ôm lấy cổ của lam vong cơ không buông tha mà nói nhị ca ca xin ngươi thương xót gọi ta thêm lần nữa đi lam vong cơ gọi ngụy anh ngụy vô tiện nói ngươi biết rõ không phải cái này hàng quan quân ngươi lại giả vờ nghe không hiểu nữa lam vong cơ mặt không đổi sắc cuối người thả hắn vào trong hồ đang muốn đưa tay vuốt ve tẩy rửa cho hắn thì ngụy vô tiện vững vàng ôm chặt trong vòng tay mang tư thế ngươi mà không gọi là ta sẽ không buông trầm mặt một chốc lam vong cơ cúi đầu hung hăng lấp miệng của hắn lại dùng một khí thế hùng hồn công thành cướp đoạt hôn tới mãnh liệt khiến người đầu ván mắt hoa cả người như nhũng ra không thể khóa được y nữa sau đó y nhẹ nhàng kéo hai tay của ngụy vô tiện ra lặng yên thoái thân ngụy vô tiện phải mất hồi lâu mới lấy lại được thần trí có chút nghẹn họng nhìn trân trối nghĩ thầm lam trạm hiện tại đã lợi hại tới mức này luôn rồi toàn bộ những treo chọc mà ta dành cho y trước đây giờ y toàn bộ trả đủ chốc lát sau nhìn lam vông cơ đã y phục chỉnh tề vô cùng quy phạm thầm nghĩ hay cho ngươi lam trạm ta không tin ta không trị được ngươi đêm khuya lam vông cơ tắt đèn leo lên giường ôm người vào trong lòng đang muốn dỗ hắn ngủ ngụy vô tiện nhảy ra khỏi vòng tay của y ngồi dậy nhào lên người y khóc lóc kêu la ông sầm sau đó nghiêm mặt nói hàm quan quân ngươi gọi một lần đi sau này ta không bắt ngươi gọi ta ca ca nữa chịu không ngươi gọi ta một lần đi lam vong cơ động tác dịu dàng ôm lấy thắt lưng hắn không cho hắn ở trên người mình cọ qua cọ lại lộn xộn nữa nói cẩn thận thân thể ngụy vô tiện làm ra nét mặt khóc không ra nước mắt gọi to nhị ca ca Lam vong cơ thực sự bị hắn cuốn lấy tới chịu không nổi Nói Lần sau sẽ gọi Ngụy vô tiện hỏi Lần sau là lúc nào Lam vong cơ ở ngay bông của hắn không nặng không nhẹ vỗ một cái Rõ ràng cảm giác được người trong lòng mình rung lên Đáy mắt ẩn chứa tiếu ý không thể kìm được Ngụy vô tiện giống như thập phần thụ thương ủy khuất nói Ngươi còn cười, Ngươi đánh ta xong ngươi còn cười Uổng cho ta ngay cả nhi tử cũng xin cho ngươi Ngươi cương nhiên lại đối với ta như vậy Nam nhân lạnh khóc vô tình La vong cơ thở dài Rất là bất đắc dĩ cầm tay hắn Thấp giọng gọi Tiện tiện Ngụy vô tiện rốt cuộc Ở trong lòng y an tĩnh lại Nhìn y thân sắc như thương Đưa tay sờ sờ mặt của y Quả nhiên nóng hổi Ngụy vô tiện hài lòng đến tột đỉnh Mặc dù thật sự rất muốn nghe y gọi lại thêm một lần nữa, nhưng cũng biết cái miệng này của y muốn mở ra gian nan không gì sánh được, nên đành phải tạm thời từ bỏ, thầm nghĩ, không có việc gì, chúng ta còn nhiều thời gian.